Là sư trụ trì một ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hải Dương, thay vì phải tu tịnh thì Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1972, pháp hiệu Thích Thanh Huần, lại thường xuyên tụ tập các đối tượng nghiện để sử dụng ma túy. Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Bằng khi đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 22 tháng 6, tại khu vực đường Liên Thôn, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Phù Cừ đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Văn Bằng ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương do có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an thu giữ một túi ni lông bên trong chứa hơn 5 gam ma túy và hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận là nhà sư trụ trì tại một chùa thuộc xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương từ 10 năm nay. Tuy nhiên, do ham chơi, nhà sư này đã không tu tịnh mà thường xuyên tụ tập các đối tượng nghiện ma túy ở địa phương, sử dụng trái phép ma túy đá từ nhiều năm nay. Ngày 13 tháng 6 năm 2017, do không có tiền phục vụ cho các cơn nghiện, nhà sư này đã lấy trộm đôi chuông đồng của chùa đi bán lấy 10 triệu đồng để tiêu xài.